Zippo Copper là một trong những cái bật lửa mà được rất là nhiều anh em yêu thích anh em nhé. Và hôm nay trên tay mình đây đang là một chiếc bật lửa Zippo Copper đồng đỏ chính hãng. Và cái sản phẩm này thì nó ra đời từ năm 2022 anh em nhé, tức là cách đây tầm khoảng một năm rồi. Đấy, tuy nhiên cái dòng này thì nó sản xuất số lượng có hạn thôi, nên là nó rất hay bị cháy hàng anh em nhé. Và hôm nay thì mình có hàng lại, mình giới thiệu lại cho anh em. Đấy, thì cái hộp nó được đựng trong cái hộp cao cấp như thế này thì nó sẽ làm khác biệt hơn một chút so với những cái hộp bình thường này em nhé. Ví dụ như cái hộp bình thường thì nó như thế này, còn cái hộp này bên ngoài thì nó to cỡ gấp đôi anh em nhé. Đấy, thì màu nổi bật của cái hộp này là có màu hồng của đồng copper anh em nhé, và màu đen. Thì ở bên trong sản phẩm này thì nó cũng có hai màu tương tự như thế. Đấy, mình giới thiệu sơ lược qua anh em nhé. Đấy, ở bên ngoài thì có một cái thêm cái túi chống sốc nữa, chống sốc. Thêm đấy là cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng anh em nhé. Cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng này thì trên cây Zippo nào cũng có, nó là tiếng Mỹ anh em nhé. Này, nó như thế này. Đấy, cây tờ nào cũng có. Và cái này thì đại khái là tránh xa trẻ em chú ý và nhiệt độ có cao các kiểu thôi, không có gì cả nên mình cũng cất đi. Nó có thêm một cái tờ giấy nữa này. Cái tờ giấy này là của dòng Copper đây anh em nhé, Copper Litter, tức là dịch ra tiếng Việt có nghĩa là bật lửa đồng đỏ anh em nhé. Zippo Copper là đồng đỏ, Litter là bật lửa anh em nhé. Thì bên dưới đây có những cái chữ này tiếng Anh tiếng Mỹ anh em nhé. Đây, thì mình sẽ cất đi. Đây. Và cái sản phẩm này thì nó được đặt cũng khá là hay anh em nhé. Đây, nó đặt như thế này thì mình sẽ lấy ra. Ở bên trong có cái hộp thì nó như thế này. Đây. Thì cái sản phẩm này anh em có thể mua để sưu tầm anh em nhé. Sản phẩm này thì nó ra cũng số lượng có hạn thôi. Đây, nó như thế. Còn nếu anh em sử dụng thì vẫn là ok anh em nhé. Cái này thì shop mình sẽ bảo hành trọn đời cho anh em. Đây. Hàng đến nơi thì anh em cũng sẽ được kiểm tra như mình đây. Và đúng hàng xong rồi anh em mới thanh toán tiền sau thôi anh em nhé. Cái dòng sản phẩm này thì nó đóng khuôn như thế này thì là nó sẽ không có tem anh em nhé. Không có tem đỏ. Đây. Cái sản phẩm thì đây. Nhìn anh em nhìn sơ qua có màu nó là màu hồng rất là đặc trưng của dòng Copper. Đấy, thì để cho anh em xem thì mình sẽ lấy ra cho anh em xem một cái bật lửa màu vàng anh em nhé. Cái cây bên phải mình đây là cây này là vàng vàng đồng anh em nhé. Đấy, còn cái này là đỏ đỏ hồng. Đấy, nó khác một chút là như thế. Thì cái dòng bật lửa mà Copper ấy, thì nó sẽ hiếm hơn anh em nhé. Ngày xưa cái thời năm khoảng năm 2001, 2002, 2003 gì đấy thì cái dòng Copper nó ra đời. Và cái những cái cây bật lửa Copper từ thời đấy thì giá bây giờ rất là cao, tầm khoảng trên dưới 4 triệu đồng anh em nhé. Nếu mà nó mới thì còn giá còn cao hơn nữa. Đấy, cái dòng này thì giá nó sẽ rẻ hơn so với những cái cây như thế. Đấy, tuy nhiên nó cũng sẽ là cao hơn so với những cái dòng brass anh em nhé. Đấy, mặt trước của sản phẩm này được đánh nhám. Đấy, đánh nhám phần thân và phần nắp kín nên là nó cầm xăng tốt anh em nhé. Còn các cái đường viền này thì được đánh bóng rồi. Đấy, mình quay sơ lược cho anh em xem nhé. Đây nó là như thế. Đi về cái mộc đáy sản phẩm này. Đây. Mộc đáy có chữ Copper. Đấy, bên dưới đây có chữ Zippo anh em nhé. Hiện tại cái dòng Copper này này thì nó chỉ có một loại chính hãng thôi, đó là cái loại này và ruột đen anh em nhé. Đấy. Dòng này chỉ có một cây chính hãng thôi. Đấy, còn những cái cây khác thì có thể là ví dụ như anh em xem mà Zippo Copper này mà nó dập kiểu khác, kiểu Amo hay các kiểu đấy thì có thể là hàng fake anh em nhé. Đây anh em lưu ý cho mình. Đấy. Như thế, cái dòng này thì nó được sản xuất năm 2022 đây. Và một cái điều đặc biệt của cái dòng này nó là cái ruột nó có màu đen anh em nhé. Đấy, trong quá trình làm phân phối Zippo hơn 7 năm qua thì đây là lần đầu tiên mình thấy một chiếc Zippo có cái ruột màu đen. Đa số là ruột màu trắng và màu vàng thôi anh em nhé. Đây lần đầu tiên mình thấy cái ruột màu đen rất là đặc biệt. Đấy, thì bây giờ mình sẽ test âm cho anh em nghe nhé. Đấy, âm thanh nó như thế anh em nhé. Thì mình quẹt cũng sương sương qua thôi. Đấy, còn khi mà anh em mua hàng ở shop Shipman mình thì anh em yên tâm về cái độ cứng cáp của cái bản lề anh em nhé. Đấy, ví dụ mình cho anh em xem này, nó rất là cứng cáp. Khi mà anh em về anh em sử dụng sau một thời gian thì nó sẽ mềm ra, nó sẽ trơn tru ra và âm thanh nó sẽ hay hơn nữa anh em nhé. Đấy, ở bên trong này thì nó có màu vàng đồng như thế này.
cái mẫu này thì nó số lượng có hạn anh em nhé, nó về cứ túc tắc nó về thôi, mình có muốn đặt cũng không thể đặt được nhiều anh em nhé, nên là em chú ý. Về cái ruột sản phẩm thì nó được sản xuất cùng năm 22 anh em nhé, còn cái chữ cái ABC thì thường là lệch nhau mấy tháng rồi. Về cái ruột này thì nó cũng giống như những cái ruột khác thôi. Đấy, còn cái màu đen này là nó mạ lên anh em nhé, nó mạ giống như mạ màu vàng ấy. Còn cái bản chất của nó là cái ruột màu trắng, nó mạ lên các cái cạnh bên như này, thì đôi khi nó mạ lên và đôi khi nó cũng có sức sức tơ tơ như thế này anh em nhé, là hết sức bình thường. Đấy, bên mặt sau thì nó như thế này, thì cái ruột nó là giống nhau hết, nó chỉ có khác cái màu sắc thôi. Hiện tại cái dòng này thì đang là ruột đen anh em nhé, tới đây tương lai thì công ty Zippo nó sẽ có thể là nó sẽ cho ra cái ruột trắng, và cái ruột đen này nó sẽ không không sản xuất nữa anh em nhé. Đây, cây này thì cổ đá nó cũng có màu đen luôn, bánh xe cắt xéo. Đây, bên trong thì nó như thế này. Cái này mà anh em dùng mà nếu có gãy lưỡi gà thì shop mình cũng sẽ bảo hành miễn phí cho anh em nhé. Anh em mà muốn mua sưu tầm cái này thì hãy alo cho shop nhé. Hiện tại cái này thì có giá là 1.930.000 anh em nhé, 1.930.000. Và mã số sản phẩm trên đây anh em nhé, em muốn lấy thì cho shop xin một anh em muốn lấy cái này thì gọi điện theo cái số điện thoại bên dưới nhé. Vâng, em cho shop xin một đăng ký kênh và một like nhé. Xin chào tạm biệt ạ.